Rồi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Rai Love Fitness. Nếu bạn là nữ, bạn đang 30 tuổi và bạn đang thừa từ 20 đến 30 kg và bạn đang lo lắng về cái phần mỡ bụng của bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn 4 bài giảm mỡ bụng dưới nhanh và hiệu quả để bạn có thể tập luyện tại nhà. Rồi, sẵn sàng để vào xem hướng dẫn và tập theo nha. Rồi, bài đầu tiên các bạn sẽ đặt chân xuống dưới, duỗi hai tay lên trên và với tay luân phiên đưa tay phải chạm chân trái, đưa tay phải chạm chân trái. Các bạn lưu ý là ở cái bài tập này các bạn không có co tay lại như thế này. Thì khi các bạn co tay lại, cái biên độ của cái phần cơ bụng của các bạn nó không kéo tối đa thì cái lực tác động vào cái phần cơ bụng nó bị kém đi rất là nhiều. Đó, nếu mà các bạn mà muốn nâng cao hơn á, các bạn đừng có để chân của các bạn chạm đất, cũng đừng để tay chạm đất, vừa mới đủ xuống thôi, hơi ưỡn cái cơ bụng nó một xíu cho cái cơ phần cơ bụng nó giãn ra, rồi sau đó bạn kéo lên, bạn cố gắng bạn chồm người lên, đó, đá cái chân thẳng nè, cho nó vuông góc nè, với tay chạm tới chạm, đó, rồi luân phiên thả tay xuống, chân kia chạm, đó, thì khi các bạn với lên như vậy á, cái lực tác động vào cơ bụng của các bạn rất là nhiều, đó, nhớ nha, với nè, thở nè, hít nè, thở nè, đó, thì nó tập sẽ vô cơ bụng rất là nhiều, hãy cố gắng. Rồi bài tập thứ tiếp theo chúng ta sẽ tập vào cái bài đá chân luân phiên biên độ rộng. Các bạn sẽ hơi nâng cái phần đầu các bạn lên, tay của các bạn đặt dưới mông. Khi các bạn đá chân luân phiên thì các bạn nhớ duỗi cái mũi chân của các bạn ra như thế này. Tuy nhiên lưu ý là cái biên độ, nghĩa là cái độ mở hai cái chân của bạn, hãy cố gắng để mở rộng nó tối đa và duỗi cái mũi chân lên thì cái phần cơ bụng dưới của bạn nó sẽ gồng rất là nhiều. Chứ còn nếu mà bạn chỉ co trong cái biên độ ngắn như thế này và bạn tập tốc độ nó rất là nhanh thì cái lực tác động vào cái phần cơ bụng dưới nó sẽ giảm đi và nó không còn hiệu quả nữa. Nhớ nha, chồm đầu lên một xíu nè, nó sẽ hiệu quả hơn. Duỗi mũi chân ra nè, hít thở đều nè, đó, hít thở đều như thế này. Các bạn tập đều cái tốc độ này nó vô cái phần cơ bụng dưới của các bạn rất là nhiều. Hãy chú ý và cố gắng tập theo nha. Đến với bài tập tiếp theo, chúng ta sẽ ngồi hơi nhả lưng ra sau một xíu. Bài này tiếp tục tác động vào cái phần cơ bụng dưới, thì các bạn sẽ duỗi co từng bên chân như thế này. Nhưng lưu ý là cái lưng của các bạn đừng giữ thẳng như vậy, đừng có hơi chờ về phía trước, mà các bạn phải hơi ngả ra sau. Đó, các bạn ngã ra sau, các bạn không có giữ lưng thẳng, cuộn bụng lại nhẹ một chút như thế này và duỗi cái chân, nhớ là duỗi hết biên độ cái chân, kéo sát vô rồi duỗi cái chân kia kéo sát vô, đó, kéo sát vô như vậy đó. Và khi các bạn duỗi cái chân thì các bạn duỗi hết ra và cái lưng của bạn hơi ngã ra sau, thì khi đó cái phần cơ bụng của bạn nó gồng và nó co, nó chịu lực liên tục, cái sự tác động của nó vào cái phần cơ bụng rất là nhiều. Chứ nằm nếu mà bạn co người như thế này thì cái biên độ của nó di chuyển ngắn, cái lực tác động ở phần cơ bụng nó kém, các bạn phải mở cái biên độ ra, nhớ nha. Duỗi nè, co, hít thở đều, tập chậm và kiểm soát thôi. Các bạn tập bụng, các bạn đừng có tập nhanh quá, các bạn tập nhanh quá các bạn tập không hiệu quả được, nhớ nha. Rồi, cố gắng tập trung và tập theo thật là tốt. Đến với bài tập bụng dưới tiếp theo, các bạn sẽ ngồi như tư thế này, duỗi hai chân. Đó, và khi mà cái chân của các bạn đừng có để nó chạm đất. Các bạn phải hơi nâng, cho nó cách mặt đất ở 5cm. Nó cách mặt đất một cái khoảng 5cm thôi, nó tác động vô cái phần cơ bụng dưới các bạn rất là nhiều. Lưng các bạn đừng có giữ thẳng vuông góc gì, mà các bạn phải hơi ngã ra sau một chút như thế này đó, và hơi cuộn cái bụng lại một chút như vậy. Thì cái lực tác động vô, và bắt đầu dùng nè, duỗi ra nè, đó, duỗi nè, rồi bắt đầu nâng lên nè, đó, nâng lên nè, nâng lên. Khi mà các bạn nâng lên, các bạn hãy chồm cái lưng của các bạn tới một xíu, chân của các bạn phải nhớ duỗi thẳng ra theo phương này, nhớ không? Rồi nâng lên hơi chồm đầu vô thì nghĩa là cái cơ bụng nó được khép lại, nó khép lại và bắt đầu nó giãn ra, giãn ra thì cái chân duỗi vẫn duỗi ra nha, duỗi cái mũi chân ra và cái lưng hơi ngã, ngã ra sau. Thế như vậy các bạn sẽ mới giãn cơ bụng và bắt đầu co cái cơ lại, thì cái quá trình co cơ nó tác động vào cơ bụng dưới của bạn rất là nhiều. Rồi nâng lên nè, đó, hít nè, thở nè, nhớ duỗi thẳng chân nha, đừng co về cái biên độ nó di chuyển nó kém lắm, nó mất đi cái lực kéo trọng lượng của cái đùi của các bạn nha, cái phần chân của các bạn nó rất là nặng nên chúng ta sẽ dùng nó làm cái trọng lực kéo. Chúng ta nâng lên nè, một nè, hai nè, đó, tiếp tục đó. Ở phải tập, phải kiểm soát vậy, tập chậm, nâng cao lên khép lại, các bạn nâng chân càng cao cao mà nó phải cao như thế này là đó, nó vô cái phần cơ bụng của bạn rất hiệu quả luôn, nhớ nha. Tập và
kiểm soát thật là tốt. Rồi mình vừa mới hướng dẫn cho các bạn 4 bài tập giảm mỡ bụng dưới nhanh và hiệu quả, rất phù hợp cho nữ từ 30 tuổi và dư từ 20 đến 30 kg mỡ. Nhưng nếu mà trọng lượng của bạn nặng hơn, giả dụ bạn cao 1m6 mà bạn nặng 90 kg thì bạn sẽ cần những cái bài tập khác, một cái chương trình tập khác để được ra Love Fitness. Rồi còn nếu mà bạn cần một cái sự kiểm soát tốt hơn hoặc là tập những cái bài tập một cách chi tiết hơn, được xây dựng trên chương trình và phương án đầy đủ để bạn tập từ nhẹ đến nặng, kết hợp với dinh dưỡng hợp lý để bạn thay đổi các bóng dáng của bạn, thì bên Bác Phật Bài là cái học online của Dragon Fitness. Rồi xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo của Dragon Fitness. Bye bye.